Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn, đã ba người và ai nữa đây? Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, khi bị bắt có hai người đã bỏ mạng vì có dính đến cuộc điều tra đang nhắm vào bà. Người đầu tiên bị mất mạng làm cho xã hội ít chú ý, đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dưới thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng. Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ chỉ là sau khi bà Trương Mỹ Lan bị đưa ra ánh sáng vụ hối lộ tới 1 triệu USD. Đó là giai đoạn những năm 2014. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Người thứ nhì là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Đột ngột qua đời vào tối ngày 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành mới sinh năm 1973, còn khá trẻ, quê Hải Dương, sống tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành đồng thời cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là cái chết rất bất thường mà Thời báo chấm D đã thông tin với bạn đọc trước đó. Và mới đây, một bị can cùng bị bắt tạm giam với bà Trương Mỹ Lan cũng đã đột tử một cách bí ẩn sau khi bị bắt tạm giam 2 ngày. Bà Nguyễn Phương Hồng có 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được gia đình thông báo chết hôm 10 tháng 10. Tờ báo Pháp Luật Online loan tin trong vòng 10 tháng 10 là thời điểm gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại khu nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Theo cáo phó của gia đình, bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, nhưng không nêu lý do vì họ đang muốn giấu điều gì đó. Được biết vào ngày 8 tháng 10, Cổng Thông tin Bộ Công an có đăng rằng vào ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 bị can, trong đó có bà Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu, trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian giai đoạn 2018-2019. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hồng đã qua đời một cách bí ẩn. Điểm đáng chú ý là sau 2 giờ, khi tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và tờ Vietnamnet loan tin về cái chết của bà Phương Hồng, thì bài viết trên tờ báo này đã không còn nữa. Như vậy, đến giờ đã có đến 3 cái chết liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát. Những cái chết này rất kịp, lúc thì có lẽ cắt mạch điều tra của Bộ Công an nhắm vào bà Lan và Vạn Thịnh Phát. Nó hết sức bí ẩn. Bà Trương Mỹ Lan có chồng là doanh nhân người Hồng Kông, và người ta nghi ngờ ông này thông qua vợ điều hành đế chế kinh tài Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam. Và xa nữa, người dường như được cho là ủng hộ Vạn Thịnh Phát là ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có mối quan hệ khó hiểu với chủ mật vụ Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang. Trong mối quan hệ quyền tiền giữa Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan thì đằng sau có bàn tay chính trị phương Bắc thọc vào. Đến hôm nay đã có đến 3 cái chết liên quan đến bà trùm một thời ở Sài Gòn. Nếu một người chết người ta cho là ngẫu nhiên, nếu hai người chết kịp cùng lúc người ta phải nghi ngờ, và giờ đã có đến 3 cái chết thì nhiều người không còn nghi ngờ gì nữa mà chuyển qua khẳng định. Đây là vụ án kinh tế nhưng có dính dáng đến chính trị rất kinh khủng. Đây là hình ảnh trước đó ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 10. Chuyện hạ độc nhân chứng bịt đầu mối người dân không lạ gì với những phim có tích lịch sử của Trung Hoa. Và hiện giờ dường như nó không phải là chuyện phim nữa mà là sự thật đang trước mắt diễn ra ngay tại Sài Gòn. Vụ án này chỉ mới bắt đầu, nếu không kể cái chết từ 8 năm trước của ông Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây đã có đến 2 người phải bỏ mạng. Vụ án này có liên quan đến chính trị nên không biết bao nhiêu người nữa sẽ phải tiếp tục bỏ mạng đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang diễn ra đây? Tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy xăng dầu đã dần dần cạn kiệt nguồn cung, xã hội thiếu hụt, giao thông ngừng trệ, người dân lại bu quanh các trạm xăng chờ được đổ nhưng không có. Tình trạng Việt Nam hiện nay cho thấy đang dần tiến đến tình trạng như Sri Lanka hoặc Lào mới đây. Bao năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
đã giành độc quyền cung cấp xăng dầu, nhưng đến nay họ không còn đủ để cấp cho dân. Tình trạng này ngày càng trở nên nguy kịch. Đây là hình ảnh cảnh xếp hàng chờ mua xăng dầu. Các tỉnh ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã thiếu xăng dầu từ nhiều ngày qua, cho đến nay tình trạng đã lan đến thành phố lớn nhất đất nước. Vào ngày 6 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 cửa sổ hàng hóa tạm thời để sửa. Cùng ngày, lãnh đạo công ty nói rằng làm trong ngày một vài lần nhập cảnh về không kịp, thiếu cục bộ, không có liên tục, tình trạng thiếu liên tục trong vài ngày. Đến ngày 8 tháng 10, khu vực thành phố Thủ Đức và các cây xăng thì đều đóng cửa sớm vì hết xăng. Chưa đến 21 giờ nhưng hầu hết các cây xăng đã đều đóng cửa. Đến sáng ngày 9 tháng 10, trên toàn địa bàn thành phố đã có 54 cửa hàng tạm nghỉ ghi hết xăng. Như vậy, từ chỗ đóng 3 thì nay đã đến 54, tất cả đều được trấn an là thiếu cục bộ. Trước hơn một tháng, khi bị tước giấy phép, Sài Gòn Petro đã kêu cứu rằng công ty luôn thực hiện tốt công việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Doanh nghiệp này nói rằng tháng 8, Sài Gòn Petro đã chủ động tăng cường cung cấp đến hơn 200% so với tháng 7. Hiện nay, số cửa hàng xăng dầu đóng cửa là 54 và đã gia tăng lên mỗi giờ, mỗi ngày. Người ta nghi ngờ rằng nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã cạn kiệt. Chuyện khan hiếm xăng dầu đã xảy ra từ nhiều tháng qua, chứ không phải mới đây. Và thực tế cho thấy chính quyền đang bất lực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng như hiện nay. Hồi giữa tháng 8, Bộ Công Thương cho biết dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ đủ dùng chưa tới 7 ngày. Con số này vốn rất thấp, nhưng một số chuyên gia đánh giá là còn con số thực có thể thấp hơn. Và hiện nay tình trạng hết xăng đang diễn ra tràn lan cho thấy nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đang cạn, mới xảy ra tình trạng nêu trên và nó đã bị cạn kiệt. Đây là hình ảnh xăng dầu thiếu nghiêm trọng tại Việt Nam, đặc biệt là phía Nam. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nói về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng của Việt Nam hiện nay đang mất an ninh. Người dân không có xăng dầu để dùng hàng ngày thì họ đi thế nào? Doanh nghiệp không có xăng dầu để hoạt động nhà máy, không có xăng dầu để chuyên chở hàng hóa thì tình hình sẽ như ra sao? Mọi người có thể tự biết. Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh năng lượng. Nơi đâu đã quản lý nguồn xăng dầu như thế nào mà để người dân xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến như thế? Đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt ra cho nhà cầm quyền và trả lời bằng hành động cụ thể. Đã nhiều năm nay, xã hội đã lên án tình trạng độc quyền nhập khẩu và buôn bán xăng dầu, nên dù cho có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập khẩu xăng dầu để giải quyết khủng hoảng, cũng không được. An ninh năng lượng đã bị mất thì người chịu thiệt là người dân chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh những cảnh tương tự như ở Việt Nam hiện nay đã diễn ra tại Sri Lanka vào tháng 7 vừa qua. Thời đại này là thời đại dầu mỏ, không có xăng dầu thì rất nguy đến đời sống an sinh xã hội. Người dân không thể làm được gì ngoài chịu đựng. Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nào là tham nhũng, nào yếu kém, nào vô trách nhiệm của chính quyền, chung quy cũng đổ lên đầu người dân. Trong thời gian tới, nếu tình trạng không được giải quyết thì xã hội sẽ xảy ra trộm cướp xăng dầu, hoặc thậm chí có người còn cố tình vét chữ xăng dầu ở nhà để giữ chữ, gây tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng hơn. Đấy là chưa nói tới việc chữ xăng dầu nơi không an toàn có thể gây ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm cho các khu dân cư. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang để xã hội ngày một tồi tệ vì khả năng quản lý yếu kém của nó.